Khai mạc Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 4, 2019. Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 4, 2019 do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội tổ chức đã khai mạc tối mùng 4 tháng 10 tại Nhà hát lớn, Hà Nội. Tới dự có Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Quang Vinh, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, ông Ta E, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 4, 2019 mang lại cơ hội cho sân khấu Việt Nam giao lưu, học hỏi với các đoàn nghệ thuật quốc tế, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, đáp ứng sự mong mỏi của khán giả. Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 4 cũng là dịp để chúng ta hiểu thêm về con người, về giá trị văn hóa tinh thần của mỗi vùng miền, mỗi lãnh thổ, quốc gia khác nhau, để hiểu nhau hơn và xích lại gần nhau hơn. Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần IV 2019 kéo dài từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 10 với 14 đơn vị nghệ thuật trong nước và 7 đoàn quốc tế đăng ký tham gia. Các đoàn luân phiên thi diễn tại các địa điểm Nhà hát lớn Hà Nội, Nhà hát Tuổi Trẻ, Rạp Đại Nam, Nhà hát VOV, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thanh Long, Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Sau lễ khai mạc, đoàn sân khấu thử nghiệm thuộc Nhà hát Thế giới Trẻ, sân khấu Sen Việt, đến từ thành phố Hồ Chí Minh công diễn vở Nhật thực mở màn cho liên hoan thử nghiệm sân khấu quốc tế lần thứ IV 2019. Lấy bối cảnh của hiện tượng Nhật thực nhìn lại cuộc đời của người nghệ sĩ cải lương, sau ánh đèn sân khấu, bức màn nhung được khép lại là nỗi trăn trở của người nghệ sĩ. Những tâm tư ùa về, như nỗi trăn trở, đau đáu về hiện thực của sân khấu cải lương hôm nay. Nếu không có sân khấu, nghệ sĩ sẽ đi đâu, về đâu? Sân khấu mấy chục thước vuông mà biến ảo kỳ lạ, nó khiến nghệ sĩ cứ muốn khóc cười, than hoa cùng các nhân vật. Người nghệ sĩ đã cất lên câu hát trong vở cải lương như chính tiếng lòng của mình gửi đến khán giả. Tôi yêu quê hương, bởi khi có lòng tin thì sẽ có tất cả, tôi tự hào chọn ánh đèn sân khấu. Cải lương chính là tâm hồn dân tộc trong tôi. Vở chỉ có 3 diễn viên tham gia gồm Lê Trung Thảo, Hoàng Quốc Thanh và Thành Tây với thời lượng 75 phút. Tuy có 3 diễn viên nhưng chỉ có 1 nhân vật. Các nhân vật với các tính cách khác nhau, nhưng tất cả tính cách đó có khi có sẵn trong một con người. Lý trí nào, lựa chọn nào để ta phân định nhân cách cho riêng ta? Không chỉ đặc sắc về mặt nội dung, âm nhạc cũng đóng góp một phần quan trọng đối với sự thành công của Nhật thực. Vở cải lương Nhật thực đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Nhật thực là tác phẩm cải lương được đạo diễn Lê Nguyên Đạt ấp ủ từ năm 2015. Anh đã cùng nhóm của mình thực hiện với mong muốn tìm ra một con đường mới cho sân khấu cải lương. Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần IV 2019 kéo dài từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 10.